những cánh hoa hồng nay cũng tàn phai, người ấy sẽ đi thật xa bỏ tôi ở lại. Điệu thuốc anh tan khi nghĩ về em, thật đớn đau lòng khi thấy em khóc dường như quá vô vọng. Anh đã nhiều lần hỏi em rằng tại sao, câu trả lời chỉ khiến tim anh thêm nghẹn ngào. Nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau, nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đớn đau. Sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng, tình mình còn đang ấm êm sao vội buông tay ôm muộn phiền. Đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên, phải quên dần những thói quen. Và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh, mình anh nỗi yêu hoài. Chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay, kết thúc chuyện tình yêu phải làm gì.